Xin chào quý vị khán giả. Tối nay Apple Sang tiếp tục cuộc hành trình với mấy anh em, đem những suất cơm nghĩa tình gửi đến cô chú anh chị vô gia cư và các cô chú anh chị mà chạy xe ôm. Thì lý do thì tiếp tục cái những hành trình, những suất cơm nghĩa tình này, vì trong cái mùa dịch đó là tất cả những quán ăn, những tụ điểm là cũng là đóng cửa rồi, cho nên nó thì những người mà chạy xe ôm rất là khổ, họ cũng không có khách đâu mà kiếm người mà để mà ôm cho nên đó thì họ thu nhập cũng không có được bao nhiêu, cho nên chở những suất cơm này trong những mùa dịch này nó giúp được cho mấy chú xe ôm cũng như là những người quét rác ở ngoài đường để mà họ có được những suất cơm đỡ đồng nào hay đồng đó. Tuy rằng suất cơm nó không có nhiều tiền nhưng mà giúp cho họ cũng có được thêm động lực, đỡ được phần nào. Thì sẵn đây thì Sang muốn giới thiệu với quý vị các bạn là mọi người nhớ mang khẩu trang khi ra đường. Đây, Sang ngày hôm nay Bồ Sang muốn truyền tải thông điệp đến tất cả mọi người dân chúng ta cũng như là quý vị khán giả. Thì khi ta mà tuân thủ theo cái nghị định của chính phủ đưa ra cũng như là Bộ Y tế, đặc biệt nhất là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ngày đã phát động cái phong trào chống dịch Covid-19 này rất là hiệu quả. Nhờ vì chính những cái phát động như thế mà đất nước Việt Nam chúng ta, cái bệnh dịch mà Covid-19 tới thời điểm này không có xảy ra một cái ca nào tử vong, thì điều đó là rất là hoan nghênh. Tuy rằng cái thị trường Việt Nam và Trung Quốc sát bên, giao thương nhau rất là gần gũi, nhưng mà nói về khi mà bùng phát dịch đó, thì Việt Nam ta phòng chống cái dịch bệnh rất là tuyệt vời, nhờ cái sự chỉ đạo nhanh nhạy của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Đây là cái điều mà đáng hoan nghênh, vì chính vì cái những cái mà suy nghĩ táo bạo của Phó Thủ tướng đã giúp ích cho người dân, hạn chế tối đa mức thấp nhất có thể để mà kháng lại những cái bệnh dịch trong cái thời điểm này, thật sự là rất là khâm phục. Và đồng thời chúng ta mọi người dân nên chấp hành tuân thủ theo những gì chính phủ đã ban hành, khi chúng ta hạn chế đi đến những nơi đông người, rồi cũng như là đeo khẩu trang đi ra đường, mà tất cả mọi người dân chúng ta hiện nay rất là chịu chung tay và chịu đồng lòng để mà chúng ta đóng cửa những cái khu vui chơi cũng như là những hàng quán, là cái điều này là điều quá tuyệt vời, vì trong những cái thời điểm này chúng ta cần phải ngồi lại với nhau, ngồi gần với nhau để nắm tay nhau, để mà chung tay góp sức để mà xây dựng, để làm sao được cái rào cản mà lớn nhất để mà ngăn chặn được cái Covid-19 lần này, là cái điều này là quá trân quý mà rất là tuyệt vời. Cho nên ngày hôm nay Sang đi phát cơm kèm thêm thông điệp đó, tiếp nối mọi người nhớ mang khẩu trang khi ra đường. Bây giờ cuộc hành trình chúng ta sẽ đi ra đường thôi. Rồi, chai rửa tay đâu, đứa nào giữ chai rửa tay, nhiệm vụ đứa nào là sạch cho người ta rửa tay để bắt cơm. Rồi, đẩy giùm mấy xe xuống, hơi nặng. Xe lên rồi, đây con xe lên rồi. Đỡ xuống nha. Ê, rồi. Lên đường ơi, chạy từ từ nữa nha ông. Ông chở cơm, ông chạy hào hồi đổ giống như bữa. Đợi xe của cho mà chú muốn được rồi. Dẹp. Bây giờ chúng ta mọi người dân đồng lòng với nhau để mà chấp hành nghiêm cái nghị định của chính phủ đưa ra cũng như Bộ Y tế đưa ra, để đảm bảo được tối đa cái việc mà Covid-19 để nó bùng phát đó. Cho nên thì quá tuyệt vời mà khi những cái bệnh nhân mà được xuất viện về nhà qua những cái dịch như vậy thì còn gì bằng nữa, mừng lắm. Còn mấy đó là lâu.
Thôi lên đường thôi. Bán nó mấy giờ nghỉ? Gọi chị hộp cơm ăn nè. Cảm ơn anh. Nha. Yeah. Anh cho một hộp mà anh bán gì đó, đó cho cái bà cùng cùng lát bà lại bà lấy. Các bà cùng á hả? Bà thấy là anh lấy, bà để vậy rồi bà lấy. Vậy hả? Vậy tôi gửi cho chị luôn nha. Còn lát nữa chị cho bà giùm em nha. Ờ. Còn lát nữa gửi cho bà giùm em. Rồi sớm giờ chị bán được nhiêu tiền rồi? Quán hết tạ, lúc này dịch nhiều quá hết quá không? Người ăn cố gắng đeo khẩu trang nhiều vô nha chị nha. Rồi chúc chị ăn cơm ngon miệng nha. Rồi lên đường. Cứng gì? Khóa cổ mà. Ừ, tao khóa cổ mà không cứng mới lạ. Rồi, sao không? Rồi. Chú bán chừng nào mới nghỉ chú? Giờ nghỉ trang không, giờ anh về nè. Giờ về hả? Dạ. Có gửi tặng chú một hộp cơm nè. Ừ, chú không có lấy, chú nhà không có ăn. À, vậy hả? Dạ. Ok, cảm ơn chú. Rồi, chúc mua may bán đất nha. Rồi. Chai này nó không có kêu rồi. Cơm không? Cơm gửi vào hộp cơm. Ăn cơm không? Rồi chị bán gì hả? Bánh tráng trộn hả? Rồi ăn cơm không? Rồi vòng xuống nhà hầm luôn. Xuống nhà hầm bọc qua bên kia. Ra nhỏ tới làng ấy. Gặp bánh bao đây. Rồi lấy đi coi. Thôi giờ lấy đi. Lấy ra ăn bao. Đưa cho anh này hộp đi nè. Cơm mấy rồi. Rồi. Ôi, lấy cơm nè. Bà lấy cơm nuôi mấy bà cho. Đưa 4 bịch. Đưa mấy nhỏ kìa. Trời ơi, lắm. Cái đó giữa đường á, giữa đường xuống dốc với con ngựa. Mấy người? 5 người, 4 người đi, 4 hộp đi. Nhà mấy người. Rồi, cho 4 hộp đi. Giao đi chứ mẹ vô lấy. Chị ơi, vô lấy giùm ăn nhỏ. Trời ơi, bà đứng ngoài bà không vô lấy giùm con. Bà để con bà đi ra được. Bà thiệt tình luôn hả? Rồi, cơm nóng hổi thơm ngon đây. Ai cơm ơi, cơm nóng hổi thơm ngon đây. Cơm ế đây. Cơm ế đây. Rồi, tôi biết mà, nãy tôi thấy dưới hầm rồi. Cơm ế đây. Rồi đây. Hả?
giờ chúng tôi đã vô tới quốc lộ 1A nha, tiếp tục hành trình đổ về Bình Chánh. Xuống ngay chỗ cầu vượt. Rồi. Một mình chú đưa một hộp nha. Có ai chổng không? Có bà không? Có bà dỡ bàn hộp luôn đi. Rồi chú ăn cơm ngon miệng nha. Lên đường á. Đằng đi luôn, mấy anh xe ôm đang ngồi kìa. Xe chở gì quá trời vậy? Dây điện lùm lum la. Rửa tay sạch đi ăn cơm. Ngồi chú ơi, cầm điện thoại chừng nó giật á. Đó. Sao chơi game chi vậy? Lớn tuổi người ta đọc tin tức coi đừng chơi game. Rồi. Sáng giờ chạy được nhiêu tiền rồi chú? Đêm giờ mình mới chạy rồi chứ. Chú chạy sao mà chú chở gì đùm đùm đề đề nhiều vậy? Rồi. Thôi chú ăn ngon miệng nha. Rồi. Lên đường thôi. Đâu vậy? Không, khách xe chú ơi. Hả? Khách xe. Cho cơm chứ không phải bắt khách. Trời ơi, nghỉ xe xe không ra lại bắt khách. Bó tay. Cô ăn cơm chưa? Làm hộp cơm đi cô ơi. Cô về tới đâu rồi? Chai. À cô ăn chai hả? Rồi. Nè gửi cho em xe ôm nó hộp luôn. Làm hộp đi. Rồi mấy cái chị đón xe kìa, về kìa. Chai. Đây qua bên kia kìa. Đó. Rồi. Rồi rồi. Chuyện cơm chưa? Rồi cảm ơn chị. Rồi lên đường. Nghe nói sắp sửa có vợ rồi phải không? Gặp lại tình anh bán bánh bông lan, ăn cơm chưa? Dạ. Ăn cơm lấy hộp cơm ăn đi nè. Thầy cũng mà chưa cam thiệt luôn quá. Nè. Chưa cam thiệt luôn này. Nè. Được không? Này bán nè, này bán được nhiêu tiền rồi? Yếu quá. Bán được có 40 ngàn hả? Ê. Chết rồi. Chết cho rồi, giờ đi đâu nữa? Rồi hổng vậy, giờ có người yêu cho, có bà nào gọi chưa? Làm bánh rồi. Thôi khỏi lấy bánh. Tranh thủ đi bán đi, ấy rồi. Nè, bữa nào ghé. Đó. Ok. Rồi, bữa nào ghé. Thôi. Thôi đây đây, bây giờ
anh đi bắt cơm mà không ăn. Bữa khác nha. Ok. Ừ. Rồi. Rửa tay, rửa tay cho ảnh đi, lấy cái nước rửa tay đi. Rồi. Bỏ đây luôn. Rồi, ăn ngon miệng nha, chịu vào bán được không? Vắng quá hả? Ừ, dịch Covid mà, thôi gắng cố gắng nha. Từ từ sẽ vượt qua. Rồi. Bên đây. Còn bên kia rồi xong. Rồi lên đường. Xong đeo khẩu trang vô em. Xỉn hả? Rồi thôi bỏ tay, xỉn rồi thì bỏ tay. Đâu? Rồi nguyên băng xe luôn. Chạy xe không? Chở anh về Mỹ Tho. Chở về Mỹ Tho nhiêu tiền em? Mỹ Tho Cần Thơ. Mỹ Tho Cần Thơ á. Ngay ngã ba Trung Lương á. Ừ. Chạy không? Không chạy thôi làm hộp cơm cho vui. Tối rồi anh chở hộp cơm ăn cho vui. Chọc ghẹo em chơi vậy thôi. Sớm giờ chạy được nhiêu tiền rồi? Ủa, anh nghĩ là giờ này còn có 1 cú 1 đó. Còn 1 cú 1 hả? Rửa tay, kêu anh rửa tay trước con. Rửa tay lại, bỏ điện thoại qua đi, rửa tay đi. Rửa tay đi, cho nó sạch. Bỏ máy ra đi. Rồi đó, gửi em một cơm. Thôi ăn con miệng nha. Nhớ từ đây tới tối kiếm chục cốt nữa đi. Chứ Mỹ Tho Cần Thơ chứ, nó Mỹ Tho gì. Chứ nhà này kia đi Cần Thơ cũng chết đi. Tối hai anh em đủ đây không à? Dạ. Rồi thôi anh đi nha. Ok. Mọi người rồi rồi. Có nước suối trong đó đó. Đang lẩu rồi. Cơm không? Đi cơm nè. Cơm tôm. Rồi xuống phát cho người ta đi con. Rửa tay đi nè, lấy cái chai nước rửa tay. Rồi. Rồi chúc ngon miệng nha. Em về đâu? Về Vĩnh Long hả? Rồi. Rồi cho ha. Nước suối ơi, nước suối. Chạy đi không ơi, nước suối. Đây, gửi cô chú hai hộp cơm dùng. Đưa cô kìa. Dạ. À, không dùng phải không? Rồi thôi. Rồi rồi, cảm ơn cô chú. Rồi. Chúc con chú mua mày bán đất nha. Rửa tay đi ăn. Rửa tay sạch đi ăn. Sớm giờ làm được nhiêu rồi? Có không sớm nữa hả? Rồi rồi rồi, chờ gửi anh sớm đi. Làm tới mấy giờ nghỉ anh? Sáng. Sáng luôn hả? Ok. Chúc đông khách nha. Rồi.
con không? Không ăn hả? Chị sẽ sát vô chị, chị sẽ sát vô. Sát vô. Rửa tay đi, rửa tay đi hả? Rồi. Rồi, ăn ngon mặn ha. Ủa, sao còn người nữa hả? Gỡ cho con hộp nó đi, nó cho ông ăn. Còn người nữa thì con lấy hộp nó đi con. Giờ làm tới mấy giờ mới nghỉ cô? Ai kêu làm hả? Còn nghiệp ra không? Ố vậy đó không? Ba từ đường nha, làm ngủ ngoài đó, làm giá vỏ xe bánh xe. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha, nhớ đeo khẩu trang vô. Thôi bệnh dịch không á. Rồi rồi. Cơm anh? Cơm không? Gửi cơm cho ổng cả. Nói ổng hộp cơm à. Đó, một hộp được rồi, con đem vô. Đó. Rồi, rớt trên nước suối luôn rồi. Rồi. Rửa tay trước đi. Rửa tay sạch đi ăn cơm. Đây, đây, rửa cho nó an toàn. Sạch sẽ rồi ăn. À, cơm nó qua lấy cơm luôn anh ơi. Ông rớt cơm tắm. Cho thêm một phần nữa đi, còn người nữa. Còn người nữa. Rồi. Chạy được nhiêu rồi? Mới con cuốc xe 30. Mới con cuốc xe được 30 hả? Chạy được mấy giờ mới nghỉ? 5 giờ sáng rồi. 5 giờ sáng hả? Rồi ăn con cơm ngon miệng nha. Không ngồi lụ lụ chậu có thấy đâu. Rồi đi vô luôn ấy, ra đi. Rồi ngồi đó, ra đây lấy cơm nè, rửa tay. Rửa tay sạch đi ông cơm. Nhả đâu mà ngủ ngoài đây? Nhả đâu mà ngủ đây? Làm biến về hả? Lụm gác xong làm biến về luôn hả? Sạch đi chú ơi. Giờ này con đi lụm với trai hả? Lụm tới mấy giờ vậy? Hả? Lụm tới mấy giờ vậy? Lát nữa vậy. Dạ. À. Giờ tối rồi đâu tới đường lụm không? Thấy chứ, có đèn pin mà. Rồi. À. Chú một vợ con đông không? Hả? Nhà chú ở đâu? Ở Hậu Giang chứ. Ờ, à, lên đây ở vậy? Ở với hai đứa con. Ờ, à, còn bà xã đâu? Ở dưới là hai đứa gái. À, bà ở dưới hai đứa gái trên này, hai đứa gái đi làm hết luôn hả? À, tối đi lụm cho trai. Thôi chúc nhiều sức khỏe nha. Rồi. Đeo khẩu trang vô, mấy mùa dịch này không đeo vô cho nó đảm bảo sức khỏe. Dán đeo vô, trời ơi, bệnh chết. Kia bác cái thùng qua bên kia, qua bên đây đi. Rồi rửa tay đi ăn cơm em. Rửa tay sạch. Rồi anh xe ôm nữa hả? Rồi bên gáp nữa nè. Rồi, ăn cơm ngon miệng nha em. Chạy được nhiêu rồi? Mới ra hả? Ờ. Cơm luôn anh. Cơm tắm. Rửa tay đi ăn. Rồi nhớ đeo khẩu trang vô em ơi, để không bệnh chết. Để cho bảo vệ hộp. Cho anh bảo vệ hộp à.
Cơm hả anh ơi? Cơm sườn, cơm tấm, cơm nóng hổi, mày vô, mày vô. Rồi ăn ngon miệng nha. Còn cơm này lấy cầm tay sẵn đi rồi cho mình gọi. Cơm không? Cơm chưa? Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Dạ rồi, không lấy, không lấy. Rồi. Dạ, cho người khác đi. Ok, cảm ơn anh. Ủa vậy? Cơm chưa không vậy? Em bảo vậy hai hộp đây nè, hai người. Hai hai phần lận. Cơm sườn mày vô, mày vô. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Xong đeo khẩu trang vô anh. Chống bệnh, rửa tay đi ăn. Rồi kêu anh kia dạng luôn. Rồi. Rồi, mày vô, mày vô. Bữa nay bán hơi chậm nha quý vị nha. Mày ăn cơm ế không? Cơm ế đây. Rồi lên đường tiếp luôn. Rồi, cơm tắm vô, ống hỏi vừa thổi vừa ăn luôn. Lấy ra nước suối để nó lấy nước suối vô rồi. Rửa tay đi ăn. Rồi. Cơm em. Rồi cho phần nữa đi. Còn phần nữa kìa con ơi. Làm tới mấy giờ sáng nghỉ? Làm tới mấy giờ em làm tới mấy giờ em nghỉ? 12 giờ. 12 giờ em nghỉ hả? Sớm giờ làm được nhiêu tiền rồi? Chưa có, không có là ngày nay làm được có mấy chục ngàn. Ờ. Ồ, mình bơm cái bánh xe vậy nhiêu tiền anh? 2 ngàn. 2 ngàn hả? Nhà ở gần đây không? Ở quê Đồng Tháp. Quê dưới Đồng Tháp mà. Rồi lên đây mình giá vô xe mình thuê nhà hay là mình ở đâu? Giá là thuê tối ngủ đó. À, tối ngủ ngoài đó luôn hả? Tối trên xe ngủ đó. Nhảy xuống ra lấy cơm ngồi trên xe. Rồi ok, ăn ngon miệng nha. Rồi anh ra anh nhanh cháp mà lấy cơm chưa? Cơm anh ơi, cơm chưa? Rửa tay sạch đi ăn anh. Sớm giờ chạy được mấy cuốc rồi? Chưa có cuốc nào luôn á. Ế quá hả? Dịch quá bị ấy hả? Rồi ăn ngon miệng nha anh. Rồi. Đây xe này nó cũng có lên đó. Dịch quá cũng ít khách đó. Bây giờ quy định là giảm mấy xe xuống chở đâu có nhiều người. Không ai dám đi nữa. Rồi ok.